về cậu bé đang mang xa đi ô. Đó là cậu bé mang biệt danh là nhà truyền giáo tí hon đó các bạn. Đang mang xa đi ô từ ngày 2 tháng 4 năm 1842 trong một gia đình nghèo thuộc nước Ý. Anh chị em gồm 12 người, nhà nghèo nên gia đình phải chuyển lại ở nhiều lần. Ngay từ nhỏ, Davio đã được dạy ra thói quen đọc kinh tối từ sáng. Em lại rất ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Davio đã trở thành niềm vui cho cha mẹ, đặc biệt là những lúc ba đi làm về. Davio thường la lớn ba và những nụ cười tươi và những nụ hôn đã diễn tả lòng biết ơn. Cha phứ ở Mariando đã nói: tôi thường thấy một em bé khoảng 5 tuổi theo mẹ vào nhà thờ. Em lại rất ngoan ngoãn trong nhà thờ. Mỗi ngày em đến sớm, dù sương tuyết, tôi thấy em cầu nguyện trước nhà thờ. Cảm ước trước sự sốt sắng nhất của em, tôi đã theo dõi và biết em là Damintavio, con bác thợ đèn. Năm 7 tuổi, em đã thử làm giáo lý. Và lát sốt sắng nên em đủ chuyện để được nước chúa. Làm sao có thể đã hết sự vui mừng trong ngày trọng đại của em. Em quyết tâm 4 điều. Tôi sẽ xin ăn xin đợi về nước lễ. Tôi sẽ thắng 2 cách ngày lễ trọng. Chúa Giê-xu và mẹ Maria là bạn thân nhất của tôi. Thôi thà chết chứ không phạm tôi. Năm 11 tuổi, Savio gặp cha Bocco và được nhập vào nội trú trong học viện của cha. Nơi đó, Damien Savio đã tìm được con đường nên thắng của mình là phục sự Chúa trong vui vẻ. Cậu ấy đã sống gương mẫu giữa bạn bè và làm cho nhiều bạn trẻ yêu mến Chúa nhiều hơn. Với một thân thể nhỏ bé, với việc chọn sống hy sinh, nhịp nhàng, sức khỏe cực suy yếu, lăn chọc bực và đã qua đời khi mới 15 tuổi. Đức Giáo Hoàng Leo 12 đã phong thánh cho Savio ngày 12 tháng 6 năm 1954. Cậu bé Damien Savio làm mẫu gương cho chúng ta về lòng yêu mến Chúa và yêu mến mọi người, có đúng không? Vậy còn chờ chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng nhau trở thành những nhà truyền giáo tí hon.